Sự thế giới lại trở lại với quý vị, và cứ mỗi thứ sáu, Terry Thanh Hương từ Boza Tickets hầu chuyện với quý vị. Gửi lời chào Thanh Hương hôm nay. Happy Friday. Happy Good morning Friday. Little Sài Gòn. Yeah. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì đã cứ một tuần thì Thanh Hương mới gặp được quý vị và anh Thụy. Thì có một tuần trước, thứ bảy tuần trước Thanh Hương đi dự một cái event đó anh. Rất là may mắn Thanh Hương gặp được tất cả các sứ ngôn viên, các người làm báo của đài số 7 bên Việt Nam. Anh biết đài số 7 là đài gì không? Đài số 7 truyền hình Việt Nam ngày xưa không, phải không? Đài radio. Radio. Tức là đài tiếng nói tự do. Và sau đó Thanh Hương còn gặp được đài mẹ Việt Nam, đài quân đội, và tất cả những đặc biệt rất rất là đặc biệt. Anh rất là may mắn này, mà Thanh Hương không có quay video để gửi đến quý khán giả. Và có một cái đài mà có lẽ ít khi chúng ta biết, đó là đài cờ đỏ. Anh có bao giờ nghe chưa? Mỗi một người lên trên sân khấu là một cuốn nhật ký, một cái lịch sử của nước Việt Nam mình mà có lẽ Thanh Hương chưa bao giờ nghe. Trong cái ngày 30 tháng 4, đáng lẽ chúng ta không ai biết được cái đài cờ đỏ là đài gì, thưa anh Thụy. Đài cờ đỏ là một cái đài để mình kiểu như là mình cho bên địch biết tưởng là đài của họ, nhưng mà thật ra là đài của Cộng Hòa. Và sau đó họ đã chiêu hồi. Thì quý vị nhớ cái bản nhạc Tung Cánh Chim Tìm Về Tổ Ấm không? Đó là trong những cái đài đó, và những người đó vẫn tiếp tục làm trong truyền thanh anh. Thì Thanh Hương cũng may mắn gặp được anh Phục và chị Thủy từ Sài Gòn Radio Houston, Texas. Và rất là nhiều người, và đã được tặng một cuốn sách gọi là vòng xoắn. Vòng xoắn gì đây, không phải vòng xoắn, là cuốn theo thời xoắn xoắn gì đấy, rất là hay. Anh Hương đang đọc, và cảm ơn chú Bửu Lộc từ nhà hàng Seafood World là đó đã mời Thanh Hương tới và gặp được, và Thanh Hương đã học hỏi rất nhiều ở các cô các chú. Và anh Thụy nhớ cô Kim Tước không? Năm nay 72 tuổi, cô hát vẫn còn hay, thưa anh. Là một cái buổi tối mà có lẽ Thanh Hương đã học hỏi rất là nhiều. Và cũng cảm ơn anh Thụy là người đã là sư phụ dạy Thanh Hương lên đài cách nói chuyện, và Thanh Hương đã học hỏi rất là nhiều. Và quý vị hãy tìm tòi trên Google coi là đài cờ đỏ là đài gì. Và tất cả những người đó là họ behind the scene anh. Và mình cứ nghĩ là các Cộng Hòa đi đánh nhau cầm súng đã hy sinh cho Tổ quốc, và những người là những người đứng đằng sau để nói lên cho bên địch mình để chiêu hồi lại. Và những người này mà khi mà họ bị bắt mà không rời được khỏi nước Việt Nam, họ đã bị tra tấn, họ đã bị ở trong tù cải tạo rất là khổ, thưa anh. Và sau đó họ đã trốn qua đây được. Thì mong rằng một ngày nào đó Thanh Hương sẽ mang hết tất cả những người đó lên đài và để chúng ta chia sẻ. Còn ngày hôm nay thì có những cái tin tức gì đặc biệt gửi đến cái quý vị? Cái rất là đặc biệt mà Thanh Hương rất là mê. Nhưng mà một cái mà Thanh Hương mê nhất mà trong cái buổi thứ bảy đó là anh Thụy biết gì không? Là món tôm hùm với lại mì xào, quá ngon. Vâng, thưa quý vị, và có một cái nước rất là xa chúng ta, một cái nước rất là nghèo, cái miền ở phía Phi Châu hay ở đâu đó, thì Nam Mỹ các em đã sống trong một cái bãi rác, và các em rất là mê nhạc mà không có cách nào mà để chơi được những cái violin. Thì có một người đã dùng những cái rác đó và làm thành những cái dụng cụ nhạc để cho các em chơi nhạc. Và quý vị sẽ thấy rất là ngạc nhiên và là amazing là các em đã đánh được những cái bản nhạc này. Thì anh Thủy thấy cái thùng cello này làm bằng một cái tin can. Và cái đồ mà ấy đàn á anh là làm bằng cái phục sét, tức là cái đĩa của mình. Và quý vị thấy là các em đã dùng tất cả những cái rác ở cái nước này. Ông này là cái người mà đã làm ra những cái nhạc dụng cụ này, nhạc cụ này. Đây là một cuốn phim tài liệu, thưa quý vị, kể lại. Và cuốn phim tài liệu này đã được vang danh trên khắp thế giới vì đã thực hiện lại việc mà những người mà sáng tạo nhất họ đã nhặt mảnh rác để chế ra những cái nhạc cụ giúp cho những gia đình nghèo nhất trên quả địa cầu này có cái khả năng
giúp cho các em có thể đi tìm một cái sự giáo dục về âm nhạc. Và họ cũng kêu gọi rất nhiều người trên thế giới là đã gây quỹ được và hỗ trợ cho các quỹ giáo dục về âm nhạc này của các em. Chúng ta rất là may mắn ở bên này, chúng ta có đầy đủ hết, anh thấy không? Coi là những cái đàn làm bằng những cái tin can bằng giác hết. Dạ vâng. Quá ư là dễ thương thưa quý vị. Khi mà Thanh Hương đưa cái bản tin này đó thì chúng tôi đọc ở trên Reuters đó, ngày hôm nay họ giới thiệu một em bé vâng bị mù, mà quý vị có thể tưởng tượng không? Wow. Và họ nói rằng người em bé này đó là một thần đồng âm nhạc tên là Jose Andre Montano. Vâng, em đã xuất hiện ở tại thủ đô Washington để trình diễn cho Ngân hàng Thế giới xem khả năng đánh jazz của em. Và năm nay em mới kỷ niệm sinh nhật thứ 10 mà thôi, wow. Mới có 10 tuổi. Montano cũng đến từ quốc gia mà hồi nãy mình thấy đó, Bolivia, một quốc gia nghèo. Vâng. Mà em lại bị autism hả? Không, em chỉ bị mù nhưng mà em lại là một thần đồng âm nhạc. Vâng. Vì tương tự như là những cái người nhạc sĩ bị khiếm thị trước đây đó, thì khi mà họ nói chuyện đó, họ phải lúc lắc cái người của họ để mà họ diễn tả theo cái ý tưởng của họ. Và trước sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của đại đa số khán giả người Mỹ, cái khả năng thần đồng của em á, em chỉ nghe thôi. Tại vì không có mắt, không có gì hết, chỉ có nghe thôi. Mà em bắt chước, em đánh lại những cái bài, những cái hợp âm khó nhất trên thế giới này, wow. Từ những người nhạc sĩ nổi tiếng của thế giới. Và Montano cho biết đó, em mê nhất là nhạc jazz của Mỹ. Lẽ đương nhiên jazz đến từ Mỹ quốc này. Và như quý vị thấy, đánh rất là với trái tim anh, là bỏ hết cả hồn của em vào. Dạ vâng. Wow. Là mình nhìn những cái người đã có khuyết tật mà đã rất là giỏi. Và nếu mà nghe đó thì sẽ không ai nghĩ đó là tiếng đàn của một đứa bé 10 tuổi. Bởi vì cái nhấn, cái đánh của em, cái kỹ thuật của em á, nó phải được huấn luyện từ hàng nhiều chục năm. Mà ngay cả những người nhạc sĩ jazz á, họ cũng không có đủ khả năng. Bởi vì đây là cái trường hợp thần đồng, thì cái trường hợp rất hiếm hoi. Thưa quý vị, đó là một trong những hình ảnh rất đẹp ở tại thủ đô Washington. Bên cạnh đó, một người rất mê kim cương mà thường xuyên á, là đeo nữ trang, đó là Thanh Hương, phải không? Xin giới thiệu với Thanh Hương một viên kim cương tuyệt vời trong một cái cuộc biểu diễn mới đây, wow. Thưa quý vị. Ở tại đẹp quá anh. Trung Quốc, và đặc biệt ngày hôm nay đó, những người mà Hồng Kông, mà nhất là Sotheby có cái chi nhánh ở Hồng Kông đó, là nơi trung tâm giới thiệu những loại kim cương và những đồ trang sức đẹp nhất trên thế giới này. Viên kim cương màu vàng chỉ có 77.77 carat mà thôi. Wow. 77 carat. Bự, to và lắm. Nếu mà trúng số thì Thanh Hương chắc chắn sẽ làm chủ viên kim cương này, bởi vì giá rất là rẻ. Chỉ có 7.500.000 đô la thôi. Vâng. Đấy, đẹp quý vị nhìn anh. Thấy viên kim cương to khổng lồ. Màu này màu cho những người mà sanh tháng 8 đó anh, nó gọi là màu amber đó. Vâng. Dạ. Và cô người mẫu này cần phải ăn thêm một chút xíu của quá ốm. Just kidding. Đấy, không những viên kim cương này mà tất cả những gì mà trên người cô người mẫu này đều được mang ra đấu giá cả, thưa quý vị. Và cuối cùng thì có một cái hình ảnh này để hỏi Thanh Hương, coi Thanh Hương biết đây là cái gì không. Đó là con... Giống phim hoạt họa quá ha. Dạ. Vâng. Một cái loại bồ nông quý hiếm trên thế giới này, mà họ gọi đó là loại Dalmatian Pelican. Dalmatian Pelican. Ừ, bồ Dalmatian. Nông Dalmatian. Và lần đầu tiên trong lịch sử, sở thú San Diego và cũng là trung tâm nghiên cứu đã tạo giống được loại bồ nông đặc biệt này. Pelican là con bói cá phải không Mai? Không không, con pelican là một cái loại bồ nông. Oh. Không phải chim bói cá, chim bói cá sống ở trong các khu đồng bằng của Việt Nam. Bồ nông này sống ở ngoài biển đa số, và ở dưới có cả một cái bọng á, nó ăn cá, nó để cá ở trong đó, rồi nó nuôi con, nó dùng cái bọng đó để nó nuôi con của nó. Vâng. Và cái con này khi mà lớn lên nó sẽ trở thành một cái loài vật quý hiếm để triển lãm. Và ngay từ nhỏ mới vừa nở trứng ra đó là nó đã lấy ăn cá
Và cái con cá đó là mackerel. Đã nó mê con cá mackerel. Con này không bao giờ bị cholesterol hết. Vâng thưa quý vị, trước khi chấm dứt chương trình thì Thanh Hương cũng xin cảm ơn trung tâm Princeton Review đã bảo trợ cho chương trình hôm nay. Quý vị nào mà có con em lớp 10 có một bài thi miễn phí để cho các em biết là mình sẽ giỏi về những cái môn ACT hay SCT thì xin quý vị liên lạc với trung tâm Princeton Review ngày 28 tây tháng 3 để được thi cái bài miễn phí này 714-418-2454 để quý vị ghi danh ngay bây giờ. Cảm ơn anh Thủy và chúc quý vị một cuối tuần thật là đẹp và hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Quý vị muốn bảo trợ chương trình này hay là nhiều chương trình của Little Sài Gòn TV, liên lạc với đài qua số điện thoại là 714-979-9562. Mời quý vị trở lại lúc 5 giờ chiều nay theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày. Và một lần nữa, kính chúc quý vị một cuối tuần tuyệt vời. Xin trân trọng kính chào.